À, thưa bác sĩ, có một khán giả tên Yến Văn Đỗ cho biết là chị bị bệnh tim mổ 3 lần, thể chất rất là yếu, đã thay van hai lá và đặc biệt hơn là thay van động mạch chủ, đang uống thuốc kháng đông máu syndrome. Chị sợ là mình mắc bệnh tim như vậy rồi lỡ mắc thêm COVID-19 thì nguy hiểm. Giờ chị muốn tiêm vaccine thì chị muốn nhờ bác sĩ tư vấn là chị cần phải chuẩn bị như thế nào để an toàn ạ. Rất cảm ơn bác sĩ ạ. Đối với cái chị này đó mà đòi đi tiêm vaccine và mong muốn tiêm vaccine là hết sức chính xác. Bởi vì chúng ta là một người có bệnh nền, đặc biệt là bệnh nền liên quan tới tim mạch nữa. Chúng ta xài những cái cấu trúc đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ mạnh mà một cái người mà xài cái cấu trúc bình thường hết. Thì mình phải thay van rồi. À. Và khi mình tiêm vaccine á, chúng ta đừng hiểu lầm là cái thuốc syndrome đó nó có hại gì cho cơ thể mình khi mà ta tiêm vaccine. Mà chẳng những nó không có hại mà nó còn có lợi nữa. Bởi vì thuốc nó bản chất là thuốc chống đông thôi. Cái thuốc chống đông đó chúng ta chỉ dè dặt khi nào chúng ta tham dự một cái cuộc mổ nào đó mà tới mức phải rạch da ra nhiều thì khả năng đông máu của chúng ta rất là kém. Thì người ta mới bàn tới là cái thuốc chống đông là có nên ngưng hay không. Còn cái việc chích thuốc vaccine vô thì cái kim nó rất là nhỏ, không ảnh hưởng gì tới việc chảy máu cả. Cho nên cứ bình tĩnh uống thuốc và chích thuốc bình thường. Đối với những người này á thì có thể chúng ta cũng sẽ bị hành thôi, nhưng nếu chúng ta may mắn chúng ta hành ít hành nhiều và tất cả các thuốc mà chúng ta uống để giảm cái sự hành sau khi mình tập trận bằng vaccine nó cũng rất là bình thường. Cho nên mình cứ bình thản mình chích thuốc và uống thuốc như bình thường, theo dõi sức khỏe mình như bình thường trước đây. Một khán giả cho biết là mẹ của anh bị viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, cách đây mấy tháng thì lên cơn cấp, khó thở phải nhập viện khẩn cấp. Bây giờ thì đang dịch vào viện khó khăn nên là rất muốn nhờ bác sĩ tư vấn cách sống chung và cần chuẩn bị những gì để giảm nguy cơ lên cấp ạ. À, rất là cảm ơn bác sĩ. À, trong trường hợp này thì theo bác sĩ là có nên chăm sóc tại nhà hay không, hay là vẫn phải vào bệnh viện hay như thế nào ạ? À? Một người tâm phế à, một người là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, thì chúng ta nhớ là cái đường hô hấp của họ đó, cái nhu cầu của họ thì nó không giống như bình thường, có nghĩa là cái nồng độ oxy trong cũng hơi thấp thấp hết, và họ hít thở thì nó không thể sâu được bởi vì nó là tắc nghẽn mà. Cho nên nếu mà mình thấy người này đó mà có cơ địa như vậy đó, thì chắc chắn là phải lo chích ngừa càng sớm càng tốt, tốt nhất thì có thể. Và mình chuẩn bị cái gì thì chắc chắn là cái những cái nhóm người này mà bây giờ hiện nay đó thì cái ngành y tế nó cũng không đến nỗi là quá tải giống như cái thời gian đầu, thì mình nên tìm cái nơi để mình điều trị. Và đặc biệt những người tắc nghẽn phổi mãn tính thì có thêm một cái yếu tố tâm lý, đó là rất là dễ hờn dỗi bởi vì ta thiếu oxy mãn tính đó. Cho nên cái việc chăm sóc của cái người xung quanh vô cùng quan trọng. Cho nên nếu mình đã đi bệnh viện á, thì mình nghĩ làm sao đó phải có người thân bên cạnh. Điều đó rất là quan trọng. Còn trường hợp mà mình mắc bệnh thì cũng là cái cách để theo dõi SpO2 thôi, cũng giống như những người khác thôi. Và thường những người này đó thì người ta sẽ sử dụng cái thuốc kháng viêm và chống đông sớm hơn bình thường. Bởi vì những người này rất là có dễ có cái nguy cơ là có cái phản ứng viêm ở tại phổi, có thể tắc mạch ở tại phổi, và những cái mà chúng ta còn phải làm như vậy. Riêng về bệnh phổi mà tắc nghẽn mãn tính á, nếu mà không bị COVID á, thì thông thường người ta cũng tái khám rất là đều, và thậm chí những người đó thỉnh thoảng cũng phải thở oxy tại nhà để tăng cái lượng oxy lên cho nó quen dần. À, thưa bác sĩ, qua Facebook Báo Thanh Niên có một khán giả tên Hà Mỹ Loan có hỏi là em có bệnh nền, hôm qua em đến điểm tiêm ở quận 8 thì không được tiêm, vậy thì bây giờ em phải làm sao để được tiêm ạ? À? Vấn đề quan trọng của chúng ta đó là chúng ta bị bệnh nền gì, có đúng là bệnh nền mà không có ổn định hay không. Rất có nhiều người cho mình là bệnh nền nhưng mà thật sự mình không có phải bệnh nền. Ví dụ như một người cao huyết áp uống thuốc rất là ổn định không cần phải đi khám đâu cả thì người đó không phải là bệnh nền. Một người bị bú cổ là sau đó làm cái gì đó rồi phẫu thuật xong xuôi để uống thuốc duy trì để cho có cái nội tiết tố tuyến giáp thì không phải là bệnh nền. Một người viêm gan siêu vi mà không chữa gì hết hoặc là đang chữa rất là ổn định thì không phải là bệnh nền.
Cho nên mình đừng có gán ghép cái bệnh nền để mà mình nói ra, thì chắc chắn là người ta sẽ cho mình đó là bệnh nền, bởi vì người ta rất là lu bu trong cái việc mà sàng lọc chích ngừa của mình ha. Nếu mình là người bệnh gì đó mà mình không phải lui tới bệnh viện hoài thì mình vẫn có thể chích ngoài cộng đồng, đơn giản là như vậy. À, có khán giả Phương Trang Nguyễn qua YouTube hỏi bác sĩ cho em hỏi, em đã tiêm mũi 2 được 28 ngày, vậy thì em có cần đi test COVID-19 ở khu dân cư hay không ạ? Vấn đề đó là theo quy định của khu dân cư. Về nguyên tắc á, thì cái người 28 ngày vẫn có khả năng mắc bệnh. Mục tiêu người ta test cái khu dân cư á, để người ta xem là mình có mang virus hay không, chứ không phải xem là mình có chích ngừa hay không để mà khỏi test. Bởi vì cái người chích ngừa rồi á, có khả năng mang virus và cũng có khả năng lây cho người khác. Cho nên cái cách của mình là mình cũng nên hợp tác, ngoại trừ trường hợp mình bệnh rồi mình hết á. Tuy nhiên hiện nay thì cái hướng dẫn mới nhất á, là những cái người bệnh rồi hết không có test nữa, thay vì test phí tiền. Cho nên nếu mình cảm thấy người ta thuyết phục mình đi thì mình có thể đi được. Còn nếu mình cảm thấy quá lo cho cái việc mình đi như vậy á, thì mình có dương hay không hay là bị lây hay không, thì mình nắm đúng cái nguyên tắc là đi ra xong rồi về. Ngồi xuống ghế rồi hãy kéo, người ta chuẩn bị lấy mẫu thì mình hãy kéo mũi xuống. Đi ra ngoài phải cầm theo chai nước của mình, lấy xong xuôi được quay về nhà rửa tay rửa chân được rồi uống. Và nhắc người nhân viên y tế là phải rửa tay trước khi lấy cho mình. Thì tất cả mọi điều đó nó cũng đi nhẹ nhàng thôi. Nhưng theo tôi biết thì có những cái khu phố đó người ta cho phép mình tự test. Thì mình có thể tự làm ở nhà rồi mình đưa cái xét nghiệm cho người ta. Thì hy vọng là tất cả những cái đó giúp chúng ta là đừng bớt đi cái nỗi lo lắng thì mà có những cái quy định lấy mẫu. Khán giả Đình Đình Quang qua YouTube hỏi bác sĩ là em chuẩn bị tiêm mũi 2 Pfizer nhưng mà vẫn dùng corticoid. Liệu thì tiêm có ảnh hưởng đến sức khỏe không thưa bác sĩ? Chúng ta nhớ đó, chúng ta nhớ đó, là cái thuốc mà chúng ta đang xài đa phần nó chả làm gì được cái vaccine nó đâu. Nó chỉ có thể làm giảm đi cái tác dụng của vaccine chứ không phải nó làm cho vaccine hại mình. Và đặc biệt là những cái thuốc mà nó có thể làm giảm được tác dụng của vaccine, đó là những thuốc mà mình xài liều rất là cao. Khi mình nói về corticoid ở đây á, thì phải liều rất là cao thì nó mới ảnh hưởng tới, nó không cho cái cơ thể mình gặp cái vaccine đó để tạo ra một cái lượng kháng thể mà mình mong muốn. Chúng ta nhớ là nó không cho phép mình làm cái đó chứ không phải nó hại mình. Và đặc biệt là nó có, mà nó có thấp còn hơn là nó không có, chứ nó không có hại mình. Cho nên mình phải tính toán là cái liều thấp chả có ảnh hưởng gì cả. Những cái loại corticoid bôi ngoài da chả có ảnh hưởng gì cả. Những cái loại corticoid bơm trong họng cũng chả có ảnh hưởng gì cả. Và nếu ngay cả là những cái người muốn có huyết liều cao mà cần thiết phải chích thì người ta cũng chích thôi, bởi vì lúc đó người khác được 10 thì mình cũng được 5. Dạ vâng ạ. Khán giả Khôi Nguyên qua YouTube hỏi là em 55 tuổi bị cao huyết áp, nhịp tim nhanh 90 đến 120 lần một phút, suy tĩnh mạch, viêm xoang mũi dị ứng, chân trái thì bị nghẹt, thoái hóa cột sống. Vậy em có thể tiêm vaccine hay không ạ? Theo tôi thì người này càng phải được tiêm vaccine, bởi vì chúng ta có nhóm bệnh nền khá là nhiều, khá bệnh nền khá là nhiều. Tuy nhiên một người mà cao huyết áp cộng với mạch nhanh thì chúng ta phải đi khám bệnh về lâu về dài đó, chứ không phải là cái đợt tiêm này, bởi vì mình có những cái thuốc điều trị đặc hiệu của huyết áp mà dành cho người mạch nhanh rồi có dành cho người mạch chậm. Những loại thuốc đó thì chuyên khoa người ta chọn được hết. Và đặc biệt những cái tình huống như vậy mình phải càng nên chích ngừa. Và nhớ là những cái thuốc chúng ta đang uống thì chúng ta không cần thiết phải ngưng theo trước khi chích ngừa, và chúng ta cần phải tiếp tục uống sau khi chúng ta chích ngừa. À, khán giả Tuấn Đoàn qua YouTube hỏi là tôi bị ung thư thực tràng từ năm 2015 đến nay và có thể dị ứng với thuốc, vậy thì có thể tiêm vaccine được hay không? Chúng ta nhớ là cái những người ung thư á, là chỉ khi nào
cái người đó đang ở một cái giai đoạn mà cần quá trị liệu rất là nặng thôi. À, chỉ còn những cái gì thuộc về quá khứ, đặc biệt là 1, 2 hay là 6 tháng sau khi người ta đã kết thúc điều chỉnh rồi đó, thì đừng có nhớ về cái chuyện ung thư với việc chích ngừa nữa. Bởi vì mình ra mình khai á, là người ta không có hiểu, người ta không có thì giờ tổng hiểu nó là, à, cái ông này đang ung thư, thật sự là mình có ung thư gì nữa đâu, ở giai đoạn ổn định rồi. Thứ hai là dị ứng thuốc á, thì dù bất cứ cái dị ứng thuốc nào cũng không bao giờ dị ứng bằng vaccine trước đó đâu. Con nít nó dị ứng với vaccine trước đó nó vẫn được chích một cái vaccine khác, thì mình dị ứng thuốc có ăn thua gì đâu, trong khi mình là tiếp tục chích vaccine mà. Con nít nó dị ứng vaccine nó vẫn chích vaccine khác mà, nên mình dị ứng thuốc khác thì kệ nó, vẫn chích bình thường. Tuy nhiên nếu mình lo lắng thì có thể chích tại những cái cơ sở của bệnh viện nha, thành ra cứ an tâm thì chích ngừa. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.